Ghế massage tại sao lại có sự chênh lệch về giá rất nhiều như vậy? Hello, xin chào bạn, tôi là Chu Công Huy, là một chuyên gia trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm ghế massage cao cấp chính hãng tại Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn những câu hỏi mà rất nhiều người hỏi qua kênh YouTube của tôi, qua các hệ thống showroom của Fuji ở trên toàn quốc. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời cho bạn câu hỏi đó là tại sao ghế massage lại có sự chênh lệch về giá nhiều đến như vậy? Thì các bạn sẽ hình dung như này. Thực ra mọi thứ nó không có chênh lệch đâu. Nó sẽ đều được cung cấp cho bạn những cái giá trị nó phù hợp với cái ngân sách các bạn bỏ ra, nó phù hợp với ngân sách mà các bạn chi ra. Các bạn sẽ nhớ lại cách đây khoảng 15 năm trước, cái bối cảnh của các cái dòng xe Dream tàu và Dream Honda ấy ạ. Và đến bây giờ thì cái thị trường xe máy nó gần như nó thuộc về Honda và Yamaha rồi, đúng không ạ? Và khi đó thì mọi người cũng đổ xô đi mua các cái dòng xe của Longines, Lisohaka, Đông Phen, nói chung là nhiều lắm, nhiều loại. Thì ghế massage hiện nay nó sẽ tương tự như vậy. Các bạn sẽ thấy rằng cái sản phẩm nó xem như nhau, nó giống như nhau. Nhưng mà đến cửa hàng A, người ta có thể bán cho bạn với giá bằng một nửa cửa hàng B. Mà cửa hàng B họ nhất quyết không bớt cho bạn dù chỉ 1.000 nào cả, hoặc là chỉ một tí ti thôi. Thì các bạn sẽ hiểu rằng là ai cũng muốn bán hàng cả thôi. Và nếu như có lãi, họ đều sẽ bán hết. Nhưng nó khác nhau ở cái bản chất bên trong của sản phẩm. Các bạn sẽ không thể hình dung được cái sự khác nhau. Bởi vì là nếu người ta muốn bán thì người ta phải làm giống với các cái sản phẩm cao cấp, giống với các cái sản phẩm đắt tiền thì họ mới bán được các bạn ạ. Đúng không ạ? Và họ cạnh tranh về giá. Thì cái đầu tiên đó là cái chất lượng sản phẩm nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Chất lượng sản phẩm nó khác nhau. Và tất nhiên trong khoảng 1 năm đầu tiên, khoảng 6 tháng đầu tiên, 1 năm đầu tiên, các bạn sẽ không thể thấy được cái sự khác biệt. Bởi vì khi đó nó chưa thể hỏng được. Nhưng sau một thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm, các bạn sẽ biết ngay những sản phẩm cao cấp nó sẽ còn bền bỉ, đẹp, nó bóng lộn. Nhưng những sản phẩm giá trị thấp thì nó sẽ thay đổi ngoại hình rất là nhiều, cũng như là thay đổi về cái độ chính xác của bi lăn, độ chính xác của động cơ và cái sự chắc chắn của động cơ. Thứ hai nữa chính là cái dịch vụ sau bán hàng. Mình đã có rất nhiều các video mình nói các bạn rồi. Một chiếc ghế massage nếu như chuẩn chính hãng, chuẩn cao cấp và chuẩn dịch vụ họ quảng cáo với bạn, thì thường thường cái dịch vụ sau bán hàng nó sẽ chiếm khoảng 30-35% cái giá trị sản phẩm. Bởi vì là cái ghế massage này mình nói rồi, nó không giống như cái xe máy mà bạn có thể mang ra ngoài tiệm sửa đồ cũng được. Nó không giống cái điện thoại các bạn phải cầm ra bất kỳ cửa hàng nào cũng đều sửa được. Nó không giống như là cái áo, cái quần mà các bạn mua xong các bạn mang ra tiệm sửa được. Mà cái này nó đòi hỏi cái dịch vụ tại nhà các bạn ạ. Đòi hỏi cái dịch vụ tại nhà. Và mỗi một lần trục trặc, hỏng hóc, bảo trì bảo dưỡng như vậy thì đều phải tốn tiền. Hay là gọi là chi phí, hay gọi là lương nhân viên, hay gọi là phụ cấp nhân viên đấy ạ. Và cái đó nhằm mục đích là gì ạ? Là mục đích là mang lại cho bạn những cái trải nghiệm, mang lại cho bạn những cái dịch vụ tốt nhất, trải nghiệm tốt nhất, lợi ích tốt nhất và cái hiệu quả cao nhất trong quá trình sử dụng. Thế thì cái tiền đó không phải là để các đơn vị kia họ đúc túi đâu ạ, mà họ để phục vụ các bạn, họ để chăm sóc cái sản phẩm đó, họ để giúp các bạn có được nhiều hơn những cái lợi ích từ sản phẩm mà các bạn mong muốn. Cho nên tiền nào của đấy, các bạn nhớ một điều như vậy, tiền nào của đấy, và xã hội họ phân công luôn luôn công bằng, luôn luôn công bằng. Nếu như mà có chăng nó chỉ là xê dịch khoảng 3-5% thôi, tức là họ cắt máu đấy ạ, cắt máu 3-5% thôi, chứ còn nếu nó chênh lệch nhau đến vài chục triệu, đến hàng chục triệu thì cái việc đấy là không thể xảy ra. Nếu như cùng một sản phẩm, cùng một dịch vụ, cùng một lợi ích như nhau, cùng một cái sự hài lòng như nhau, cùng một cái giá trị trao đi như nhau, nó không thể chênh lệch nhau quá lớn như vậy được. Cho nên các bạn lựa chọn mình sẽ mua một sản phẩm hay là mình mua một sản phẩm và một dịch vụ, đấy là quyền lựa chọn của các bạn. Bởi vì tiền trong túi các bạn, mua cái gì là quyền của các bạn, đúng không ạ? Nhưng làm sao đừng để tiền mất mà ôm cái bực vào mình các bạn nhá. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube giúp mình. Mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, chỉ cần bạn hỏi thôi tôi sẽ trả lời, và sẽ trả lời với các bạn bằng tất cả những cái ý hiểu của tôi, tất cả những cái kiến thức của tôi, tất cả những kinh nghiệm của tôi, để mong muốn các bạn có thể có thêm nhiều hơn nữa những kiến thức, những kỹ năng, những trải nghiệm, những kinh nghiệm về cái sản phẩm ghế massage, để bạn không phải bỏ ra vài chục triệu mà ôm vào mình những cái điều nó không vui.
nhớ follow kênh YouTube giúp tôi và tôi sẽ trả lời các bạn tất cả các câu hỏi của bạn. Tôi ở đây, các bạn cứ đặt câu hỏi đi các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn, bye bye.